dân chủ mẹ gì hết. Còn nói tiếng đấu tranh dân chủ thì như thế nào? Giống như cái ngày mà tụi em thằng Nguyễn Trọng Nghĩa nó chạy ra ngoài, ở ngoài Tra Tân nó quậy ở ngoài đó. Cái nhóm của tụi em á, là muốn đánh thằng Trọng Nghĩa đúng không? Nhưng mà tụi em ra giá cho hải ngoại 15.000 đô tụi em mới quýnh. Hải ngoại trả không đủ 15.000 đô là tụi em không quýnh. Chính em nói chuyện với chị và thằng gì đó nói chuyện với chị nè. Chị còn mới nói như vậy nè. Ôi trời, vậy là tụi em đâu phải là những người đấu tranh dân chủ, đấu tranh cho quê hương. Mà tụi em chính là những cái người lính đánh thuê. Tụi em chính là những cái người lính đánh thuê. Có tiền thì tụi em quýnh, còn không có tiền là tụi em không có quýnh. Chứ tại sao mà quýnh thằng Nguyễn Trọng Nghĩa như vậy mà tụi em phải đòi giá 15.000 đô tụi em mới làm. Còn không phải 15.000 đô là tụi em không làm. Nhân dân làm chuyện sai phạm. Em là ai?